Công ty cổ phần Mirae có trụ sở tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ vừa bị Cục Thuế tỉnh Hưng Yên xử phạt vi phạm hành chính vì có hành vi khai sai số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Theo đó, công ty bị phạt 20% tính trên số tiền thuế khai sai, tương ứng gần 22,5 triệu đồng. Công ty cũng bị phạt tiền với hành vi vi phạm về lập hóa đơn không đúng quy định số tiền 7 triệu đồng. Ngoài ra, Mirae cũng phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, cụ thể bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 là hơn 112 triệu đồng, tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là gần 1,7 triệu đồng.